Trong ngày 17 tháng 8, qua tuần tra giám sát, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 149 trường hợp, số tiền 390 triệu đồng. So với ngày hôm trước, số vi phạm tăng 45 trường hợp, số tiền phạt tăng gần 180 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu vẫn là lỗi ra đường không có lý do chính đáng với 143 trường hợp, không đeo khẩu trang 2 trường hợp, tụ tập đông người 4 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở và lập biên bản gần 300 lượt người dân, cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch. Vi phạm trong thực hiện chỉ thị 16 được ghi nhận cao cho thấy ý thức phòng chống dịch của một bộ phận người dân vẫn còn thấp. Tình trạng chống người thành công vụ tiếp tục được ghi nhận. Hôm qua, lực lượng công an đã bắt giữ, củng cố hồ sơ xử lý một vụ chống người thành công vụ, xử lý 5 đối tượng tụ tập uống rượu ở huyện Ba Tri và một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành.